là Phật tử của chùa Phước Linh, huyện thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Kính thưa quý vị, trở lại với chương trình ngày hôm nay thì chắc chắn rằng quý vị cũng sẽ đồng ý với Hồng Phúc và Việt Hà, đó chính là cải lương luôn là tiếng lòng của những người dân Nam Bộ. Bởi vì khi mà đi bất cứ nơi nào, khi mà chúng ta chỉ cần nghe được một bản vọng cổ, một câu cải lương thì chắc chắn rằng sẽ ru lòng ta về với đất rừng phương Nam, với tiếng mái chèo khu nước rì rầm. Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi xin được mời quý vị tiếp tục lắng lòng mình với một bài vọng cổ Ánh Đạo Vàng, sáng tác của Thượng tọa Thích Huệ Thông. Và với bài vọng cổ này, xin được mời quý vị sẽ cùng đến với tiếng hát, một giọng ca đã làm say lòng với mộ điệu trong suốt bao năm tháng qua. Xin được chào đón nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy bằng một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lời Thủy xin gửi đến quý vị khán thính giả lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất. Và bây giờ thì bài hát Ánh Đạo Vàng. Hoàng cung hân hoan, đêm chim bao thấy voi sọc nhà, khai hồng bên hữu của hoàng hậu ma văn, tân phan dương biết tin vui mừng, nơi cánh lâm tỳ ni đó vô nở hoa chim hót reo mừng, đạt tha thái tử đạt sinh trên bãi tòa hoa sen, làm cho muôn chúng sanh câu an lành. Ánh bình minh vừa hé trên vườn lâm tỳ ni, như tô điểm thêm sắc màu rực rỡ, hoa nở chim kêu rộn ràng, hương sắc vũ trụ nhân sinh chào đón đấng siêu phàm. Một thái tử uy nghiêm tướng hào vẹn toàn, ngài ra đời bên đóa hoa vô ưu tỏa sắc, với bảy bước thoát trần trên bãi đó từ vô lượng kiếp xa xưa, mãi tới hiện lại gọi ta bà cứu độ. Trên cung trời hòa phúc nhạc hân hoan, dưới lòng thôn có chín rồng lớn lên trong gác điện cung son.
nào vợ đẹp con xinh, nào quyền quý chức tước, nhưng không thể ngăn được bước chân người tuệ dùng vừa cung thành tìm chân lý cứu nhân sinh. Sau khi thái tử dạo khắp hoàn thành đã thấy cảnh chúng sanh dậy đầy đau khổ, bốn cảnh thương tâm sanh già bệnh chết đã thúc giục ngài phải ra đi tìm đạo cứu muôn loài. Vào một đêm tĩnh mặt chuông cung vàng, từ giả vợ con dưới lầu vàng ga tía cùng xa nặc dược thành núi tuyết khổ tu, rồng rã sáu mùa nỗi khổ hạnh lâm vẫn không tìm thấy con đường thoát ly sanh tử. Thay đổi cách tu tư duy chánh niệm, hóa dung bát sữa của su già ta cho thân thể không hao mòn. Trên dòng sông Ni Liên thuyền ngài phát nguyện chí tu, dưới cội bồ đề thề không rời gót. 49 ngày đêm thiền định tĩnh tâm, trí tuệ toàn bừng chứng tam minh chân tâm. Ngài thấy rõ nhân duyên sanh diệt, nghiệp lực tạo thành của mỗi chúng sanh. Ánh sáng phá tan màn đêm mù tối, giác ngộ trọn đầy Phật hiệu Thích Ca. Cõi ta bà giờ đây được tràn đầy hạnh phúc, vì ngọn cội chân như rưới khắp đến loài. 49 năm ngày thuyết pháp độ sanh, không phân biệt sang hèn cao thấp, đóa hoa sen trong ánh từ quang tỏa khắp hương đạo Phật Đà luôn mãi đến ngàn sao. Xin cảm ơn, xin cảm ơn rất nhiều. Và tiếp theo thì Lệ Thủy sát thêm một bài nữa của tác giả Cao Minh Thu, đó là bài hát Miền Tây Quê Tôi. Bà con ơi, đi du lịch với Lệ Thủy dầm nha. Bây giờ cái mình đi từ Bình Dương ha, cái mình đi dài dài về Sài Gòn nè, cái mình đi về Long An nè, về Mỹ Tho nè.
Xin cảm ơn, xin ơn rất nhiều. Xin cảm ơn giọng ca ngọt ngào của nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy.